Lần đầu tiên, nhưng mà con lâu rồi, lần đầu tiên đến đây biểu sướng, tại vì con cũng đã theo lâu rồi, đeo dây, đeo lăng nghiêm đầy không có tính. Người nào đầu tiên đến đây, con thấy không? Con lên đây. Hai người này. Quan học với Lên đây. cái cô kia mà cầu dưới Cô nhưng này ngày mà hôm qua là đòi tu luôn đó. Mười giới là tu luôn. Thì con biết đây là Hòa Thượng Thiên Hóa. Là Ngài rất là linh, sư phụ của và tôi sẽ ông. Thì thầy biết là con ấy là bên đạo Cao Đài, nhưng mà cái tâm con rất là trong sạch, thành là khi mà con thấy một cái vị mà Cao Đài Tiên Ông râu trắng cầm cái phất trần biểu con đi vô chùa tu ăn chay tu hồi hướng cho cửu quyền, cho nên con tu, con không biết cái gì, con không có pháp danh, cho nên là con lên tu là sư phụ hỏi tu bao lâu, con nói tu luôn cả đời đó. Tôi nói ồ vậy thôi, tu mẹ nó luôn chứ sao mà tu giao duyên, nó không hiểu gì hết. Cho nên bây giờ đó, ngày đó rất là linh diệu, thì con chúc nó, con muốn đây là cái tượng Hòa Thượng Thiên Hóa, hồi đó những người đệ tử có hết rồi đây nè, con thấy giống không, ngọc đó thấy nhìn giống ngài không, thì ngài rất linh diệu nha. Khi cái là tâm ở trong sạch đó, con cầu cái gì ngài được cứu hết, với điều kiện của nếu mà con ăn chay con ăn tương, và bên bên Cao Đài thì dùng danh từ ăn chay tức là ăn tương, thấy không, nghe nói chữ tương là biết được Cao Đài đó. À, họ nói chữ tương ăn tương, còn mình ở đây người người bạn Phật kêu ăn tương tức là ăn tương ăn trao, còn họ ăn tương là chay. Thì con có muốn thỉnh cái này về cái bậc cái dây đeo không, ở đây có người nào có bọc vàng để biểu diễn cho cô coi không, không ai đã từng có bọc rồi đó, đây này tôi coi này đó, bạn thấy không, thì theo mình được chưa, mình bọc được không, có tiền bạc không, sư phụ cho tiền bạc có không, thế đó tại nhà Việt Nam mới qua mà có muốn không, muốn là quỳ cho ngài đi là thầy cho tượng này quỳ đi ông thầy chơi thầy tâm thầy không, thầy không thầy không đi là vậy ông thầy chơi nè, thầy chơi là cô cần đây là tượng này, còn đến lễ ngày ba lễ là thầy tặng cho rồi. Mới vô mà thấy tội á thì cho, còn mấy người mà lâu rồi không cần rồi con đó cầm đó là bỏ hết cái gì hết nha. Rồi còn nữa chưa hết, mình phải công bằng họ mười giới lăng nghiêm cho coi, cái gì mười giới thì trong này nó có cái mười giới khác, cái trong này có cái thần chú mà buổi sáng thì tụng á, hôm qua con nghe tụng mà hay đó, buổi sáng á thì tiếng cái tiếng Phạn bây giờ cũng đeo vô, thì trong này nó có mười giới, khi con giữ mười giới này thì mỗi một giới mà con giữ trong sạch không sát sanh, thấy không, à, là con có năm vị thần họ theo hộ con, không trộm cướp, có năm vị thần hộ con, không có trong thời gian giữ giới không có chuyện gì, có ông xã đây không, giờ không có dâm dục thì được năm vị thần theo hộ, và không nói láo thì được năm vị thần theo hộ, không uống rượu có năm vị thần, đó là năm giới đầu tiên con 25 vị đi theo con. Rồi kế đó là không có nằm giường cao chiếu động, tức là mua hiện giờ con ở nhà lớn hay nhà nhỏ, rồi cái giường mấy ngàn, cái giường mấy ngàn đô, rồi mấy chục là được rồi, đủ tiêu chuẩn rồi, thì nằm cái giường mày nằm cái niệm mấy chục là được năm vị hộ nữa. Rồi bây giờ ăn tương phải không, ăn tương được năm vị hộ nữa là giới thứ bảy, thấy không, rồi không có coi như đeo hột sòn dặm, mà đeo tượng Hòa Thượng thì được, mà không có đeo hột sòn tay đưa tay lên coi, coi đưa tay lên cho Hòa Thượng coi, đưa thẳng lên, không có hột sòn được năm vị nữa, thấy không, tại vì mình mà có hột sòn đó thì Hòa Thượng đâu có hộ làm chi, tại vì có gì mà lấy tiền mình được, mình thuê cảnh sát thuê luật sư, còn người nào không có hột sòn thì ngài hiểu thêm năm vị nữa, rồi không có nghĩ tới tiền bạc nhiều, phải không, mình làm ở đó mình vô tiệm mình làm đó, hả, mà thì Mỹ nó thương nó cho thấy với con cho Mỹ cũng không biết tiếng Mỹ nhiều phải không, gặp Mỹ rồi có chạy ra hỏi how are you đồ này kia không biết hả. À, rồi như vậy là này cho con dễ đeo vô nó năm giới mười giới nữa nha, mình nhà quên là phía sau nó có cái chữ mười giới lên đây con thấy chúng nó rồi rồi lễ ngày mười lại nó đi rồi đi xuống nước mười lại là sẽ nhận mười giới đàng hoàng rồi. Dạ dạ cho mấy đứa mở tu lâu rồi nó giữ là biết lắm, con thì nghĩ chắc bảo đảm mà nhất miên Phật hiện tiền, còn mấy đứa này là Phật thăng thiên con thấy không, mấy cái hàng này dành cho mấy đại lão trưởng lão đi đâu hết rồi,
không biết hàng này mấy đứa mà vô lâu đó, nó đi hết. À, mời lại đó, con về con nhớ cái giới nào quên, con lật phía sau lưng cái dây chuyền á, đeo. Rồi, đó là con cầm nó xuống, đừng làm mất nha. Con mở ra đeo liền cho cổ luôn cái giới đi. Đây để mở ra đeo luôn. Cái tượng thì về cũng cất kỹ, nó nhỏ, nó bằng ngọc đó con. Ủa, đưa tay không, đưa tay không, đeo ra. Rồi rồi rồi, để đưa ông này lên, nhiều khi ông cứ giận hờn lắm rồi. Đi đi, để không cười. Thầy từ bữa ông mùng 6 tới thì con có phước rồi đó, thấy chưa? Rồi với ông Di Lặc không đến, ông này giống Di Lặc không? Đó, đó, không phải Di Lặc không đến. Chứ còn ông kia đưa vô là vài bữa con cứ như là mở hàng, cái con cứ giận hờn giống như ông chịu lắm. Được chưa? Trong lúc tôi là kinh con nó có cái giới này nè, cái dây chuyền á, à, phía sau lưng nó có cái chữ giới, phía trước là chú là nghiêm đó, chính phạm rồi, rồi đi xuống đó. Sư phụ rất là bình đẳng, con út đó là mình phải thương. À, rồi, rồi con đi xuống dưới rồi tôi hỏi còn ai nữa? Con hả? Rồi con lên đây. Con có biết gì Hòa Thượng Tiêu Hóa thấy không? Anh cũng có để, mà con có tượng Hòa Thượng chưa? Con có muốn không? Dạ rồi, thầy đây không. Con muốn thầy đây không, ông kia ông vui giận lắm, đúng không? Ông này giống Di Lặc không? Rồi giống gì, thích ông này không kia? Ông này hả? Rồi. Chưa, từ từ mua chó. Cái này dây còn vàng nữa mà, chưa. Chưa mới, ông còn sang nữa hả? Mới bị ông trộn lấy mà còn hỏi, không có sự dây vàng nữa trời. Vừa vừa thích ông, không nhớ đi. Đưa đi, ông hỏi sao không có dây vàng. Mất rồi mà còn sang lên trộn, tưởng ông giàu nữa, vô cốt nữa. Rồi bây giờ con giữ mười giới, con tu tới chừng nào? Dạ, 49 ngày. 49 ngày. Cái thì con nhỏ này đúng là nó chỉ tu 49 ngày cho nó toàn là năm giới không, còn con kia là việc tu cả đời luôn, thằng này có 10 giới thì kiếm nó mới không có thiệt con ơi. Có kể năm giới thì 49 ngày ha, 49 ngày giữ năm giới luôn ha. Rồi bây giờ chứ mình kiếm không ra, có con cái gì nhất à, tại con kia là đòi tu cả đời. Ở đây cái này nằm đây cho nó rồi đeo luôn, ở đây đeo luôn. Cái này là vàng lắc kê thôi, chứ sư phụ không có tiền, phải không? Thì nào lên Cực Lạc rồi đổi đến miếng khác. Vàng này vàng si thôi nhưng mà cũng không có bài. Tôi nói có năm giới có chữ ký sư phụ. Rồi kêu con lại 10 lại đi, lại 10 lại rồi. Nó lấy tượng Hòa Thượng Thiên Hóa rồi, phải không? Ừ. Thì nó cho thêm cái gì đó to làm, cái đó là có tiền bùa mảnh mung không á. Hồi tưởng đầu tiên nó cho đồ mảnh mung cũng phải có chừng. Lại đi, tôi lại ngày 10 lại. Thiệt, thời nhỏ nó còn có một cái duy nhất 10 giới à. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái toàn là 5 giới thôi. Bởi vì chú Tư thấy dân An Giang là chú thấy đặc biệt không? Cái tâm nó innocent lắm. Nó lên nó gửi ăn tương rồi mình hiểu là cái danh từ của cao đài. Con có lái xe không? Dạ, đây cho con thì treo cái dùng này, cái chú là nghiêm ở trong này nè, con lại con lấy nha, treo hai mặt trên xe này, cái cuối cùng luôn đó con. Còn cái con kia là tại vì nó mới qua chưa có bằng lái, đúng không? Mình rất là hiểu đệ tử. Rồi bây giờ đó, cái này tôi còn như vậy là chỉ còn có một cái tượng Hòa Thượng Thiên Hóa duy nhất, hai cái
Bây giờ đó, những người mấy cái mặt đó là mặt đã có nhiều rồi, có lần đầu tiên hay lên đây là thật sự đó không? Không, không, tôi chỉ người đầu tiên, con nhỏ gì đó, con nhỏ kế con đó, đúng rồi, nhỏ là lên đi. Quỳ xuống, con tên gì? Khánh. Con là con của Bồ Tát Thúc Rác phải không? Là má con đó là vừa đồng với tôi bên kia. Khánh này đó, quỳ xuống đi con. Hồi đó đó, nó là cái người lúc mà mới cái làng này mới thành lập đó, nó chạy đôn chạy đáo nó giúp chùa này rất là nhiều, mà cũng chạy mấy cái bà Tám đó. Biết bà Tám không? Bà Tám khác chứ không phải bà Tám mà giờ lên đường đâu. Bà Tám đó là tại cái tên bà Tám. Mấy bà Tám này là nhiều chuyện đó. Hồi đó thầy Tệ Giác là rất là nổi đó, người đầu tiên đệ tử của thầy đó. Thì ở đây thì nó là không có thành công gì. Thầy Tệ Giác là cái người giỏi tiếng Mỹ nữa. Thầy nó mỗi lần đi mua đồ, mua đạc hay cái gì đó là thường đi chạy vật tư. Rồi mấy bà Tám nói bậy nói bạ, nghĩa là nói riết nó bỏ chùa đó cái gì. Mà trong khi mấy bà Tám rất là hài. Cho nên là Khánh này là thầy nói chuyện ngày xưa đó, mấy bà nói bậy đó, thành ra con mới phối tâm con không có đến. Cho nên thầy biết thầy thương lắm, thành ra là thầy hiểu chuyện hết á. Bởi vì nhiều người đó mắt thấy tai nghe còn chưa đúng sự thật. Bây giờ đó, khi mà sư chú Tệ Giác nó về đây đó, ổng là cái người đánh mỏ rất giỏi, ổng hiền lành. Mà nếu không có những bà Tám đó là ông mới về là ổng là ông thầy rất là đàng hoàng ở đây người đầu tiên của sư phụ. Ai nhớ mặt thầy Tệ Giác không? Rất là giỏi. Rất là đẹp trai, rất là hiền lành. Thấy không? Là trong khi đó, bởi vì nhiều khi mấy cái bà Tám rất là hại. Tại vì đó, câu này có lại có trình bày cũng không có nói chuyện được tiếng Việt nhiều. Cho nên thầy Tệ Giác á, thì trong đó có ông Tệ Nhãn. Mà ông Tệ Nhãn thì ông không có đi chạy vật tư. Ông Tệ Nhãn thì hai người cũng tu một lượt. Tệ Giác và Tệ Nhãn quy y thầy ở Lancaster một lượt. Chứ Liễu Nguyệt rồi đó, cái chỗ mà cái phát tu mà cô Hồng Nguyệt, cô nhớ chưa? Hồng Trụ nhớ hai người đó vô không? Tôi một lượt với tụi con đó, cái phái đầu tiên thì về ở Lancaster, hai ông đi vô tù. Ông Tệ Giác ổng làm bưu điện ổng bỏ hết. Ngày đầu tiên ổng vô đây tu, ổng lấy tiền 40.000 đô la ổng cúng trong cái hệ thống này để mà phụ xây cất, mua đồ. Nhưng mà vô tu thời gian rồi, trong thời gian đầu mấy bà cứ nói là tình tứ, nói bậy, bà là con nhỏ này giận nó bỏ nó đi luôn. Và ông kia cũng rút lui luôn, đó là cái khẩu. Nếu không tôi có một vị tăng rất là tốt, thì nó rất là tốt. Nói giờ nó đã có gia đình rồi nhưng mà nó bỏ chùa cả mười mấy năm nên nó không về, vì lý do là mấy bà Tám đó, nghĩa là cứ nói này nói kia, bởi vì nó khổ ghê lắm. Cứ thấy người ta là đi giúp đỡ thì đây là Phật tử, một cái tâm mình bữa nay thầy bạch quá cho nó đừng có cái tư tưởng đó. Nó là con của Diệu Nghiêm á, Diệu Nghiêm ở bên Cali đó, là có phòng ở trong làng cái này. Tết chùa rồi má ba con có đi đó, thì bởi vậy lâu quá là con gặp lại mười mấy năm rồi đó. Thì hồi đó con trẻ lắm, và bây giờ sao mà con là nếu mà không già là trẻ ha. Rồi bây giờ tặng cho con cái tượng này nè, thành ra là sư phụ đại diện cho cái hệ thống này xin lỗi con đó. Hồi xưa tại vì mấy bà Tám mà tôi giết đi cho thầy một vị tăng và làm cho con bỏ chùa tới mười mấy năm, để tặng cho con. Không ti mà đưa không được, ti đó bà Tám rồi mà còn cái lương nữa. Thôi này để chơi, mới giờ có bà Tám giọt bà Chín thì chết nữa. Thường có bà Thịnh Tiên quá. Rồi con bây giờ con đi giữ năm giới nữa không? Thì con cho một cái giấy lên nghiêm và đưa cho nó cái năm giới này, được không? Đeo cho nó. Nó hồi xưa nó đến đây lúc còn rừng cây không à. Hồi đó con đến, nó đến đây còn rừng không đó. Lúc đó cô mới đi lính về. Mới đi lính về nữa. Bởi vì nhiều khi bà Tám nó hại lắm, giết tôi hết một vị tăng luôn á. Vị tăng rất là giỏi. Ông giỏi đó nghĩa là ông đang làm bưu điện mà ông 30 mấy tuổi chưa có lập gia đình, vô lấy hơn cho chúng 40.000 lúc đó đi phụ tiền để mua chiếc cái cầu cái đồ, rồi nó chạy nó đi mua vật tư vậy mà nói là hai người tập với nhau. Ông kia cũng đi luôn, ông đến mỗi rất là giỏi. Ông là cái người đến mỏ hơn cái thầy cô Hồng Đức. Hồi đó ông trong cái mỏ lớn thì kiểu là ông đứng sức đánh số 1, thế là Hồng Đức và ba người là tiệm minh biết. Bây giờ ông làm riêng ông không đánh được mà giết đi một cái ông tăng rất là giỏi đó. Từ cái chỗ đó thành ra là
Thôi con được rồi, con thầy giới thiệu cho biết thì đừng buồn nha. Bây giờ mấy bà này hết bà tám rồi, con cũng có gia đình rồi, thấy không? Và với mấy bà giờ cũng hết siêu mắt rồi, con bây giờ nó cũng chết hết rồi. Giờ thần nó bà 9 và 10 hết rồi. Rồi con lại ngày đi rồi. Hả? Xin chị dây hả? Còn cô đó, tại sao mà ngày qua sinh mà không được không? Tại sao mà sinh bốn con không được? Tại vì á, đúng ra là khi cô đến đây rồi đó, là cô phải vô tạo đầu liền. Mà cô chờ tới 49 ngày là cô Hồng Châu là cái người thúc cô, cho nên á, cái tâm không có mạnh, cho nên cứu con không được. Là tại vì cô tuổi này mà còn giữ mái tóc lại để chờ bước đi bước nữa. Chứ sao không chịu thảo? Con đã chết treo, con đã chết bệnh tử, thì ngay lúc đó vô là phải cạo đầu liền, đúng không cô? Nhưng mà cô chờ cho tới bây giờ, tới ngày 49 ngày qua là Hồng Châu thúc quá rồi cô mới vô. Chứ để tóc có ông nào hả? Trời ơi, đây thiếu gì? Đúng có bệnh rộn. Tôi đồng nghĩ chắc bà này có bồ, có bệnh gì đây để chờ lên xe qua vậy đấy chứ. Dạ, không có hả? Không có là không có. Ừ, nhiều khi 45 năm rồi tới 46 năm rồi cung đầu qua nó đến là sao? Rồi bây giờ cô xin chị dây nam giới phải không? Nè, có chú trong này nó để không? Để không? Đem ông Oklahoma với bà đó. Đeo lên. Dây nam giới có chú là nghiêm trọng luôn. Thế thì thầy không giống ông Phật Di Lặc không? Đúng không? Lấy chút nữa mình tụng kinh Di Lặc cho mình để ngồi lên đây nha. Cái sợi khác, cái sợi khác. Này này, nó có sợi này có dài hơn không? Này này, đưa đi. Cô mở cái sợi này ra, cái sợi này đo rồi nó có dài hơn. Năm giới hết á, nó có khắc cái chú Lân Nghiêm nó dài hơn chút thì đeo cho cổ. Hình như dài hơn chút phải không? Cô tự lấy bỏ vô. Cô tự về làm lấy thử trong này cho mấy sợi nào dài. Bởi vì cái người mà hồi cổ cái dây này cái tâm cũng hơi bỏng sẻn đó. Thiệt xíu chỉ đó là thầy có một tí nữa đeo cái tao lũ đúng luôn à. Dạ thưa chúng ta dạo là lấy xài đó thấy chưa, chỉ tâm mình dọn sẻ một chút đó là thấy nó kẹp. Từ nay lựa mấy người cột dây là lựa cỡ một tí ha. Rồi, bỏ lại đây thầy để tôi còn tiếp tục tôi hỏi tiếp. Trên này đó là tổ sư sinh với tợ. Bây giờ còn một cái tượng hòa thượng Thiên Quá duy nhất người nào mà lần đầu tiên đến đây hết tượng người nào cũng là mặt dày hết rồi đúng không? Cô gì dưới cái tay lên rồi con lên đi đầu tiên đó ha. Con gái thì xin cô nói con á, con hướng về hòa thượng xin ngài cứu cho con trai con tên là Kevin gì đó, nó là đứa con có hiếu thảo nhất nhưng mà vì cái ma chướng cho nên nó tu thiền nó lạc và nó bị cái ba tuần nó hại. Bây giờ con đã nuôi già không biết vào đâu cái cứu, con xin ngài cứu rồi con gái về đi rồi tu vài bữa nữa rồi sư phụ tính lại sao nha. Dạ thì con thắp nhang giác hòa thượng đi. Rồi lấy lên con lại nha, đốt cho bà đi. Dạ, cũng xin giáo và thượng cứu. Dạ. Cô đứng về được không? Để thầy không đỡ cô đứng về được không? Được không?
Ngày lễ của vậy. Dạ rồi, con về chỗ ngồi. À, con từ đâu đến con? Con ở đâu? Ồ, xa quá ha. À, lần đầu tiên đến hả? Mà lý do sao mà ở Hilton nó cách 2 tiếng mà mười mấy năm rồi mới biết ở đây là ai chỉ? Ồ. Ba con HO. Con có tên tuổi không? Vậy thì để ngày mai đó con cầm đi. Con để có tên tuổi của ba con, có hình ảnh lính gì đó thì sẽ đưa thờ vô bên chỗ cái đền thờ Tổ quốc đi ơn nhé. Thầy sẽ đưa, thì ngày mai trưa nay thầy cũng có cúng nữa nè, thì cúng cho mấy ông còn lính không đó. Ba con hồi đó là sĩ quan ở đâu? Ba con là đại úy. Ba con sĩ quan Đà Lạt hay Thủ Đức? Sĩ quan Đà Lạt. Rồi phá mấy biết không? Có biết phải không? Con về con hỏi mẹ. Rồi hỏi mẹ con thì biết Đà Lạt điền vô cái form lấy cái hình lính thì tốt, mà không có hình lính đó thì nói mẹ con ba con còn cái hình nào lính không, hình nào cũng được. Dạ, còn nhiều lắm thầy. Rồi lấy một cái hình lính, rồi ngày mai này thầy tạm thời thầy hiện giờ đó là chút nó kêu họ bấm vô cái phone con. Dạ. Bấm cái phone thì đây thầy sẽ chơi, ông sẽ in ra liền, trưa nay thầy đưa ông vô liền nha. Là ưu tiên số 1 đó. Dạ. Dạ con xin thêm một điều nữa thầy. Rồi xin rồi ra, cho ba điều, cho ba điều. Dạ. Đưa gần gần vô. Cậu của con hồi đó là phi công pilot, cậu con chết ở Lào. Rồi rồi cũng là pilot rồi, vô luôn bây giờ. Rồi có ông Nguyễn Du đó, thầy mới đưa ông trung tá Nguyễn Du đó, mà cậu con là chết lúc đã đánh qua Lào phải không? Rồi ở cái chỗ ba con nói là Hạ Lào, cái Tam Giác Vàng gì đó thầy. Rồi 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 đưa cậu con luôn, có hình đưa luôn. Dạ cậu con chết trẻ lắm. Không trẻ cũng được, nhưng không có hình phải không? Có hình nhà con có hình đầy đủ. Rồi vậy nói chuyện qua thôi luôn, làm liền, trưa nay thầy đưa vô. Và còn điều nữa. Điều nữa là bây giờ mẹ con mới bị té. Yeah. Lo mẹ con không biết sống bao lâu, nên hôm nay chị họ của con kêu con tới đây để cầu. Rồi chút nữa cầu an. Chút nữa thầy có chương trình cầu an nha. Yeah. Rồi bây giờ thầy tặng, con biết bài tụng kinh quá không? Trên mạng biết bài tụng kinh quá không? Con xin lỗi con đi. Chưa biết gì hết phải không? Con đi chùa với bà nội con lúc con còn nhỏ, tới bây giờ con lớn là con gần 60 tuổi rồi, con không có nhớ. Mà con có giữ ngũ giới không? Con chỉ nhớ hồi nhỏ con có đi theo bà, con đi đọc kinh, nhưng mà bây giờ không biết gì hết. Con không biết. Dạ không biết gì hết, từ từ đi nha. Rồi. Nhưng mà trước tiên là đưa ba vô ha. Dạ. Trước tiên là ba vô, tại vì đây là cái chỗ ghi ơn những người đã hy sinh, đánh góp xương máu, nhất là những người sĩ quan ở tù tội ha. Con tìm thầy là do có lẽ là ba con đưa đẩy đó. Dạ. Nè, cho con cái lập đầu tiên là cái này có chú con này ha, đưa cho tiền cho đi cho cổ đi. Rồi kế đó là nha. Rồi bây giờ trước tiên con chưa có hiểu gì, từ từ. Rồi bây giờ đó là cái nhiệm vụ của con, đó là con giữ được cái hình, chút nữa kêu gia đình bấm vô cái phone đó, cái dạ. Phone đó bên đây thầy in ra liền. Làm cái hình có cái miếu lớn mình, thì con qua đây hồi nào, hồi trưa nay hay là mới tối nay hay là qua? Con đi chiều hôm qua con. Con thấy cái chỗ thờ mấy ông này chưa? Con chưa biết gì hết. Chưa biết gì ha, rồi chút nữa thì biết ha. Rồi bây giờ thấy ông này, cô này đi đó là do gia đình thương linh cái người lính chết đó, ba sĩ quan á. Rồi thì ba con đi HO ở tù rồi qua đây rồi mới vừa mất mấy năm thấy không? Ba con mất ngày kia. Ba con tội lắm, ba con mất cái mùa Covid nên ba con không được làm gì trong rồi, chùa á. Rồi, không sao. Tốt cho ba con ở đâu rồi? Có ba con bây giờ, tại vì nhà con đông anh em nên con xin lỗi các ngài đây. Có không? Có thì cho vô chùa phí. Không thầy, con là con trưởng nhưng mà con còn anh em con, nó không có nghe lời con nên con không có làm được cái gì hết. Vậy thôi được rồi, thôi nội đưa ổng vào trong định sở tôi quốc kỳ ơn. Ở đây là cúng hàng tuần. Mấy ông vô đây là không có đói nữa, không có thiếu nha. Là cái vinh dự là trong cái mà hàng năm rồi cái ngày 30 tháng 4 đó thì có cái lễ người ta các quân đội họ lên rồi họ mới làm tri điệu bà con. Thì nhớ thì con theo dõi đây hàng ngày, con lên liên lạc của Diệu Thiện. Ai chở con lên đây vậy? Con tự lái lên, nhưng mà chị họ của con là ai? Chị họ con là ai? Cô Di Thủy. Cái con này tử sĩ mà sao con quen đó, mà con thì con của tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà quốc gia nghĩa tử, mà sao giờ là mới giới thiệu nó vậy? Nó ở đây, ba nó cũng là đại lý chết mà.
mà sao giờ này nó dính dáng là sao? Ba con có đưa vô đó kìa, nó thời trong mình có quốc kia ơn chưa? Con thủy mà sư phụ, chị em với con thủy. Vậy nhưng mà có đưa trong này không? Con còn không biết nữa hả? Tới vậy là con cũng thuộc cái loại con không biết gì ba con chết gì. Con là con của quốc gia tử sĩ, tức là ba con chết trong cuộc chiến, cho nên là phải đưa vô đây. Mà tới giờ này con mà không biết ba con có ở cổng không. Làng Indo đó là thờ, không có cái đền miếu thờ tổ quốc kia ơn. Con nghĩ con đi chưa đưa đâu, tại con thì con chưa đưa đâu. Thờ bên đó cốt khác, cái hình khác. Thầy nói tên vậy mà con của quốc gia tử sĩ nghĩa gì? Như vậy là cô Hồng Thủy này cũng là thuộc loại ăn cơm quốc gia thì ông ăn cộng sản rồi. Gì? Trời ơi, con là con của quốc gia nghĩa tử là biết, tụi con biết không? Quốc gia nghĩa tử là con của những người mà lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa vô trường cái học quốc gia nghĩa tử. Là con chở người đó lên, nó bạn con lên không? Chỉ ở Atlanta, dạ. Chỉ đi máy bay qua đây. Rồi con là gọi điện thoại nhau. Tụi con là quen nhau, con là bên họ của chồng của chị. Ồ. Xong rồi chị chồng của cổ đó là anh đi quân đội đó, cũng dạ. Ở tù cũng lâu lắm đó, cũng dạ. Là bạn với Tư. Dạ. Xong rồi chị thì đi máy bay tới đây, con thì dạ. Con cách đây có 1 tiếng 40 phút. Dạ. Mà con biết chùa này lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ thì biết chùa lâu rồi hả? Dạ, con có lên mạng con biết là chùa giúp đỡ những người HO. Dạ. Nhưng mà tại vì xin lỗi thầy là con cũng lo chuyện gia đình. Bây giờ thì con cái con như là nó, con không dám khoe khoang, con cũng lo được. Không sao con, tất cả ở đây đó mà coi những người con cháu HO á, dạ. Là coi như là sư phụ, coi như là con cháu của mình. Dạ. Và dành mọi ưu tiên hết á. Nha, mai mốt mà lũ không có tiền lên đi sư phụ dẫn cho nữa. Không, con xin lỗi thầy là con phải là con chê tiền. Tại vì con đã đi làm, con qua Mỹ con xin không, thầy nói thật vậy đó, lên đây kiếm thì không. Dạ, con cũng không, con cũng đi làm mấy chục năm nay rồi thầy. Bây giờ thì con cái con nó cũng giống như là nó đi làm, nó trưởng thành. Thì bây giờ con có thời gian, con nghĩ là con sẽ tới chùa con giúp đỡ. Không, con cháu của những người đã hy sinh xương máu, đóng góp đó là sư phụ của chị Ngọc. Phải không? Dạ thì con muốn con làm cái gì cho được cộng đồng biết với mọi người, tại vì con thấy mấy chục năm nay con chỉ lo gia đình thôi. Không sao. Dạ. Nhưng mà con thầy nghĩ là ba con đưa đẩy con đến đây đó, tại vì ở đây cả người con biết mười mấy năm rồi, con đưa đến rồi. Bây giờ cô kia, ba cô là tử sĩ, người đã tại vì cậu mới giết, ba con bị vì cậu giết phải không? Dạ thưa, dạ ba con là không có đi đánh trận mà ba con bị cộng phục kích giết chết. Vậy thì cũng được, sợ dây không thấy đánh trận. Phục kích cũng lại đánh trận đó con. Dạ thưa thầy, ba con chết lúc con mới có 3 tháng thì mình dạ, con không có biết. Dạ phục kích chết cũng là trận, chết ở chiến trường mà chết bị phục kích hay chết bị đâm lén cũng đều là chết. Chết vì diệt cộng giết hết bởi vì có tử sĩ. Rồi như vậy đó là coi lại kiểm và hỏi đi, hỏi cô Hồng Thủy đó là có đưa ba vô chưa? Tại sao mà lại không có đưa vô? Mà tôi nghe ai nói thì nghe Hồng Thủy mà đó là một tiền không đi trong cái hệ thống mà không biết cái chuyện này là cái chuyện lạ đó. Dạ thưa bạch thầy, chị con có hỏi con là tại vì chị con có hai miếng đất chị bên đây. Chị con mới hỏi là tại vì chị Thanh Ba lớn nhất thì chị Thanh Ba mất rồi, thì chị Hồng Thủy thứ hai, con là Út. Thì bây giờ chị hỏi ý con là con muốn, con mới giờ đem được hai bộ cốt qua cái kỳ mà con qua làng. Thì chị con hỏi giờ con muốn sao, con nói thật sự hỏi con thì con không biết muốn sao, nhưng mà bây giờ hiện tại thì hai bộ cốt đó nằm ở trên nhà khác của ở bên kia hả? Dạ, tại vì có một điểm bên kia. Cái tháp là riêng, cái vấn đề cốt cho là vấn đề mà lo cái chuyện về tâm linh riêng. Dạ. Còn cái chuyện mà để mà đưa về cái công đóng góp của những người mà của Việt Nam Cộng Hòa đó là phải lo. Chú Tư hiểu không?
Tại vì mình là tử sĩ, mình học ở trường quốc gia tử sĩ, quý vị là bụng gà mà mình không biết cái chuyện gì hết. Mà nhất là có một tỳ kheo ni trong này, cái chuyện đó rất là thiếu sót. Ba mình đã chết, bị vợ cậu nó phục kích, nó bắn chết, mà mình lại nói không phải chết trận nữa, chết vì cái gì nữa con? Không hiểu gì hết, thế không, không, không biết là cái nhà khác với lại cái vô đây nó cái khác, bên kia là miếu thờ mấy ông tướng, là con lên đây hồi qua nay có biết chỗ đó không? Con biết. Con thấy thờ mấy ông tướng không? Biết, thì ba mình phải vô đó. Dạ. Để nó vinh dự mà. Dạ. Rồi. À, tức là ba có ngày cái về đó. Lý do làm sao mà đi có ngày về vậy? Một trời đất ơi chút hết. Đưa ông già đi vô đi, trời đất ơi, cái chuyện mình con có tử sĩ, từ quốc gia nghĩa tử, mà hai người đều con có quốc gia nghĩa tử, một người tiền thôi đi, một người tử sĩ, mà nó biểu là cũng không biết là cái gì, quý vị thấy nó cười không? Con biết, nhưng mà con không biết là nhập thất, hai cái này nó riêng. Hai cái thất nó khác nhau, nhập thất địa tạng thuộc về vấn đề giải thoát, còn nhập thất đền thờ anh hùng diện quốc chân thân của Việt Nam Cộng Hòa là những người đã đóng góp cho Việt Nam Cộng Hòa, những người đã hy sinh trong cuộc chiến, mình ghi ơn họ. Cái đó là khác. Hai cái, một cái thuộc về tổ quốc, mang ơn những người này đã bị chết trong cuộc chiến. Con là tử sĩ, quốc gia tử sĩ, tức là những người tụi con biết cái trường dành cho, đâu phải đứa nào vô học cũng được, đấy không? Cho nên á, là hai người này đó là bữa nay lên đó là tôi biết là bữa nay con bay qua là chúc Tết sư phụ, nhưng mà coi ông già mình á đã được vô đó chưa? Ông đã chết, con từ nhỏ 3 tháng tuổi con không có biết cái gì, nhưng bây giờ thấy cho ông già mình vô trong đó nha. Chút nữa là phải làm việc đó liền lại, còn chút nữa liên lạc là làm việc liền. Nếu không có thình thì làm một cái bài vị, có hình thì đưa vô. Trời ơi, rồi chút qua kiểm bên đó nha, lúc qua kiểm có hình bên không? Dạ có. Ủa, hình bên này có chưa? Bên Indo tôi không có nói. Bên đây mới là vinh dự nè. Dạ, để chút nữa con nói con hùng thủy đỡ. Tôi thất lục luôn, con hùng thủy quá. Rồi. Chị cũng coi online all the time. Mà không biết gì hết. Con on cái là chị coi liền đó. Vậy mà không hiểu gì hết. Qua thì chúc Tết sư phụ mà ông già mà bây giờ này đó. Chưa đưa vô đó. Và bé bay qua đây. Ông già này là ông già tinh thần, còn ông già kia là tạo ra con đó. Thì hôm qua con thấy mấy ông tướng, dạ, quân dân cán chính gì đó biết hết, tháng tư này là biết hết để giữ cái lễ này, dạ, mà giữ lễ này sao mà không đưa ông già vô làm sao? Trời ơi, nãy giờ Phật sư phụ cô đi qua là tính thăm con trước để cô có mũi rồi gì không đã, rồi tháng tư mà cô mới đi, đó là cô đó đó, đi qua thăm con thầy trước đã, giờ là thăm mấy con mũi ha, dạ, dạ, ồ, tức là thằng trụ nó là thăm mấy con mũi trước, là thăm, mới thăm sư phụ chứ là, cô đi thăm quan trước cái gì mà để mà qua tháng tư. Đúng không? Rồi thôi luôn xuống dưới đi, trời ơi, tôi không ngờ trong hệ thống này mà nó có những cái mà nó thích rồi lùi luôn. Rồi cảm ơn con, thì con lên đây nè, chờ chút xíu đi. Gì, tôi nói gì? Đây nè, lì xì đây nè. Nha, lo chuyện cho ông già đi. Sư phụ thương mấy người nào là thương với cái trái tim đó, không thể để cho người ta. Đưa luôn, bên chồng cũng đưa được luôn, thật là lý chết phải không? Dạ, không. Dạ. Rồi, nè. Dạ, được hết. Đây nè, đây cho chồng con. Rồi, không, con lên đây. Khánh chưa có tiền mẹ hết không? Chưa. Rồi, vậy rồi mới tốt đó. Đừng có giận mấy bà Tám nữa nha con, mấy bà Tám bây giờ này rụng răng hết rồi, con lưỡi cũng quẹo hết rồi. Mấy bà Tám bây giờ là nói ngọng hết rồi con này. Tội nghiệp nó hồi đó, nó chạy đôn chạy đáo phụ với sư chú Tự Giác để mà xây dựng này kia. Ông Tự Giác là bỏ 40 ngàn. Lần đầu tiên mà con biết có làm gì, không có ai ta cúng người 500 ngàn. Ông bỏ 40 ngàn cho con biết chuyện đó mà. Mà làm thối tâm đến nỗi là ông dội luôn. Giờ con thấy là mấy bả già hết rồi, con lên nói cũng tử nọ nó sọ chỗ kia. Đó, ở Phật Thiên Nhan đó,
là đi xuất gia đầu tiên với sư phụ đó, là coi như là ổng là trưởng tử của sư phụ đó. Hiền lành lắm, dễ thương lắm, đẹp trai nữa. Rồi con này nó đi lính về rồi nó qua nó giúp, thành ra là mười mấy năm rồi mới nhớ lại cái chuyện xưa là thấy cũng đau, cũng nhói trong lòng. Bởi vì nhiều khi tụi con cứ nhìn theo cái tâm phàm phu mà tụi con cứ vọng tưởng suy ra là nó hại. Hại kinh khủng. Rồi hết rồi đó, tôi như từ ngoài thượng là cũng hết trọi luôn rồi. Rồi xong rồi còn chỉ có mấy cái năm giới thôi. Đúng là bây giờ nó lội ra cái chữ mười giới cái gì. Có những người mình đưa mười giới đưa không được, không phải giảng đâu. Mà cái cô mà anh Tương câu đài vậy mà lên cái mắt ra cái mười giới, thì bây giờ nó lội ra cái bịch mười giới này, nãy phải kiếm cái bịch này đâu, tính bánh mông gì nữa phải không. Rồi ở trong này hết người đầu tiên đến rồi phải không, hết rồi. Thôi bây giờ chúng ta tụng Lăng Nghiêm nha. Đó. Sư phụ đó vậy là mấy tờ chia giờ là điều hết rồi đó, rất là công bằng. Nè vợ chồng một chút nè. Thấy chưa? Hôm trước mà mấy bà không có cảm, không cho tâm sự sư phụ làm sao bữa nay bắt đầu đi nữa. Đó, rồi. Rồi còn nhiều quá rồi. Giúp ông Lan Ma lên. Lên đây. Nè, bà Quân nè. Bây giờ hỏi còn nhớ ông không? Còn nhớ ông Quân không? Còn nhớ nó thiệt, còn nhớ không? Dạ, nhớ giờ cho ông tờ nó này giữ giờ. Nhớ cho. Chưa, giờ là sư phụ quá thương rồi phải không? À, còn nhớ là về này, tờ này của ông nè đó, để lên bàn thờ. Đưa cho ông nha. Nha, để lên bàn thờ rồi, đó là thương quá rồi còn gì nữa. Cái đó được rồi. Mấy người kia thấy bà là lên cái là sợ mới làm phiền sư phụ, sư phụ nó thân muốn bà đến chùa phải để cho bà tâm sự. Cái này là chú trên này chứ không phải thầy đóng tên là chú đó, ngon thần chú đó con vậy. Thầy khắc cái dấu thần chú lên đó. Thầy xin lỗi con, thầy cho con rộng mà nãy thầy cho con cái tự tiên hóa con chưa có. Dạ con không có, con chưa. Chúng mình có tiền của lời, chúng mình có tiền của lời. Dạ cứ tự. Đây thầy. Đưa. Con có tường. Vậy con bọc lại bằng đổi màu rồi. Đổi màu ngọc ấy. Con bọc cái dài cái đeo. Nó có cái lỗ, con thấy nó có cái lỗ trên này. Cái này là bỏ lên xe để mà lái xe cho ông Lương Tết. Cái này thần chú mình cũng đi sáng, mình treo lên cái xe. Hai cái mặt chú, đây chú chuyên đề. Đây là chú Lăng Nghiêm mà sáng nay mình tụng nè. Đăng Ti còn có dây mười giới nào không? Có, thầy có đây nè, dây mười giới cho anh. Thì là có thế cho cái cô hồi nãy đó, con hỏi nó còn hết không? Không hết rồi, nãy từ lục ra không có ra mà bây giờ lòi ra. Ủa cái tượng chắc nó lộn cho nó. Thank you.